Nhưng mà bữa đám, anh ngồi anh nhậu với bạn bè. Thì anh kêu em là vô nhà ngủ đi. Em vừa mới vô nhà tầm 5 phút à. Xong rồi anh ở ngoài anh hút mà anh thổi phù khói luôn. Xong rồi em mở cửa em đứng em nhìn. Em nhìn anh quay qua anh thấy em. Em chỉ thẳng mặt. Dục đĩa thuốc luôn. Dục đĩa thuốc luôn. Xin chào. Chào hai bà. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Phó Thị Bảo Ngọc. Năm nay em 19 tuổi. Ồ, 19 tuổi. Vậy là sinh năm 2004 hả? Dạ. Ngọc làm công việc gì rồi ở đâu? Dạ em hiện tại là em đang học làm về văn phòng. Em hiện tại là ở nhà chồng ở Đồng Xoài. Đồng Xoài, Bình Phước. Dạ. Thế còn bạn này, con bạn này trông trẻ lắm này. Bạn tên gì? Dạ, em chào chú Thọ Ngoại. Chị Thanh Vân ạ, em tên là Thạch Ngọc. Cũng Ngọc luôn, song Ngọc. Thạch Ngọc hả? Dạ. Thạch Ngọc. Họ tên đầy đủ. Dạ có hai tên hả? Thạch Ngọc. Họ Thạch luôn. Dạ. Em là một người dân tộc Khmer ạ. Dạ. Thạch Ngọc là năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 22 tuổi ạ. Công tác làm gì tại với Củ Chi ạ? Em là ở đâu? Nhà em với Đồng Xoài ạ. Vậy là các bạn là gần nhau đúng không? Anh đoán nghe không? Chắc hai bạn này là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã, từ thời mà Uổng Trời Tắm Mưa. Ok, ok. Không biết anh đoán gì đúng không? Uổng Trời Tắm Mưa đây. Ủa gì là không phải đúng không? Dạ không ạ. Kể cho mọi người nghe đi, làm sao mà gặp nhau nào? Quen qua mạng xã hội ấy chị. Trên Facebook. Facebook. Em có đăng cái mà story. Rồi. Cái giờ em hiện tại bây giờ là vô tôi thả ha ha. Cái mình thấy cũng vô ra cái nhân thấy cũng xinh, cũng đẹp gái. Cái mình bắt đầu nhắn tin mà rep mà comment trò chuyện qua lại chị. Rồi rủ đi chơi cà phê ăn uống nữa, xong dần 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 em bắt đầu quen nhau. Facebook là Mai anh. Dạ. Em kể sơ về cái hoàn cảnh thôi. Đặng cái story gọi là một chiếc xe hơi với một cái nhà lầu á chị. Giống như mình thuộc dạng đàn ông nó một vợ hai con ba lầu bốn bánh gì đó. Là lúc đó là em đã công tác trong đơn vị chưa? Dạ rồi ạ. Đây hai bạn quen nhau lâu chưa? Tính từ một thời gian quen chung là tầm 7-8 tháng rồi. Ủa nhưng mà Ngọc ơi, tại sao em lại vô trong Facebook của anh này và coi cái hình lại đó cười mà ha ha. Comment ha ha là sao? Dạ lúc đó là em đang đi học tiếng ở dưới Thủ Dầu Một Bình Dương. Em có kết bạn với anh này tầm mấy ngày, xong rồi thấy ảnh đăng lên thì em thấy là ảnh có khát vọng quá cao. Cho nên là em thả cảm xúc ha ha. Làm sao mà cao? Có thấy hình ảnh của anh trên avatar không? Dạ có. Thấy anh mặc đồ quân phục không? Dạ có. Thấy là làm trong đó thì khát vọng vậy là quá cao. Thế là cười. Thế là cười ha ha. Đó, mấy ông dưới cười quá trời cười luôn kìa. Sắp tới mấy anh có đăng những cái tấm hình giống như Thành Ngọc không? No. Đăng tấm hình là lấy được vợ. Ủa sao vậy? Đăng đi để cho mấy bé khác nó vô nó ha ha rồi mình mượn. Không biết đâu chừng mình đã có một cô vợ xinh giống như thế này đúng không? Thế ấn tượng ban đầu của em với bạn Ngọc, Thạch Ngọc là gì? Dạ lúc đầu thì em cảm thấy rất là bình thường. Lâu lâu thì anh cũng có gọi điện, nhắn tin. Khoảng thời gian đầu thì em thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà về sau này em cảm thấy là anh rất là phiền, rất là phiền. Rất là phiền. Cũng nhắn hoài hay sao? Dạ cứ nhắn rồi gọi điện mọi lúc. Nói chung là em bận gì cũng gọi điện hết. Nên là em không thích. Khi nào anh rảnh là anh nhắn. Tức là anh rất là thích em đó. Đúng không Ngọc? Đúng không Ngọc? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Nhưng mà tự nhiên vô thả ha ha. Mình phải thấy ghét chứ đúng không? Sao lại mê? Có phải vì cô ấy đẹp không? Dạ chắc một phần ạ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ngoài đời? Từ lúc mà cái thả ha nó tầm hơn một tháng sau ạ. Rồi bao lâu thì yêu? Hai tháng. Ồ sao đôi này nhanh với ta? Có tính cho tháng thôi anh. Tại nó trẻ mà. Cái lần đầu tiên mà gặp mặt nhau ngoài đời á. Dạ. Thấy nhau ở ngoài đời đó. Ngọc á. Ngọc ấn tượng gì về bạn? Dạ lúc đầu thì em thấy anh mặc thì cũng sạch sẽ. Nhưng mà mặc cái áo sơ mi là em không thích. Ủa? Không thích. Cái sơ mi nó làm sao mà không thích? Tại vì cái áo sơ mi đó kiểu như là dạng mấy năm trước vậy á. Nhưng mà em không thích. Nó lỗi thời đúng không? Ngoài cái áo ra còn gì nữa không? Thì ảnh nói chuyện kiểu như là không có suy nghĩ gì hết. Cứ suy nghĩ gì cứ nói cái đó Rồi sao thương ổng? Lúc đầu thì ảnh có chở em đi chơi. Thì lúc đầu là lúc đó em đang đi làm tầm 10 giờ đêm mới về. Em kêu là nếu mà muốn đi chơi với em á thì 10 giờ đêm xuống chở em đi chơi.
Trời ơi, 10 giờ đêm chơi gì nữa ta? Hỏi đi. Trời đất ơi, tự nhiên ông ngộ à, 10 giờ đêm chơi gì ta? Tại sao không hỏi ông này mà đi hỏi tôi? 10 giờ đêm chơi gì? Dạ, ông đó thì nói chung là thời gian đó buổi tối khi em bận thì em trên phép cấp trên mới đi được, mới được một ngày một đêm. Cái xuống chợ đi rước mà lại đi làm về cái chợ đi dạo, đi ăn uống, là đi uống nước ngồi nói chuyện với nhau á chị. Giờ đấy mà vẫn có chỗ mở luôn. Mà Bình Dương nhiều chỗ chị. À, đi ăn đêm rồi. Đi ăn đêm. Nghiệp. Chắc giờ có tới phòng của Ngọc không? Thì nhanh vậy anh. Dạ. Không biết qua chở thì phải tới nhà đúng không? Dạ lúc đó chưa là định vị em, nhưng mà em định vị không ra chỗ, em đứng ngoài đầu hẻm á, cái bạn này tự đi bộ trong cái phòng ra. Một thời gian sau em mới có xuống phòng, mới có. Một thời gian sau là mấy tháng? Khoảng tầm chắc gần nửa tháng. Nhanh lắm Vân ơi. Em phải nói là mấy ngày hoặc là mấy tiếng. Đó. Đôi này là tên là đôi siêu tốc đi anh. Đó đó. Rồi bây giờ mày hỏi là tới phòng làm gì chứ. Đó. Tới phòng à? Đó. Rồi tới phòng là làm gì em? Xong em vẫn đứng ngoài đợi chứ mà chưa có vô gì. À vẫn chưa vô. Vẫn chưa vô, đứng ngoài đợi cái này mà thay đồ mánh cấp thì xong chợ đi chơi đi dạo dạo xong chợ về lại em lại lên làm đơn vị. Chơi đêm không hả? Ngày thì em làm đó không có được rảnh nhiều cho lắm ạ. Sau đó là ổng tới phòng ổng làm cái gì Ngọc? Nấu cơm, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nói chung là công việc làm hết luôn. Làm hết cho em luôn. Dạ. Là lúc đó là cái mối quan hệ của hai đứa đó là như thế nào? Giữa giữa. Giữa giữa. Dạ, chưa tình bạn dưới tình yêu đó. Chưa yêu luôn, chứ bao lâu tình yêu? Khoảng tầm hơn một tháng. Lại một tháng. Thế tóm lại là từ lúc quen đến lúc nhận lời yêu là hơn 2 tháng đúng không? Dạ. Đó, em tính nãy giờ rồi. Nhưng mà cái điều gì ở bạn này mà em lại yêu thương ảnh? Kiểu như ảnh là có sự kiên nhẫn lo cho em hết. Ừ. Nên là em cảm thấy là rung động. Rung động. Nhưng mà Ngọc có suy nghĩ về cái việc gọi là nghiêm túc trong tình yêu không? Với một cái cô bé mà còn quá bé đến như vậy. Dạ có. Thực chất ra là em thì trước giờ cũng quen cũng ít lắm. Khi từ năm lớp 6 là đã xong là đi học xa nhà mà tự lập hết. Ăn uống này nọ, giặt đồ tự hết, bắt đầu từ năm lớp 6. Xong học xong cấp 3 cái chuẩn bị là đi đại học có mà chứ cũng gọi mình nhập ngũ. Xong em nhập ngũ luôn. Tới bây giờ nói chung là đến lúc rồi đúng không? Dạ. Đến thời điểm rồi. Dạ đến thời điểm. Ờ. Tại sao lại quyết định cưới nhau nhanh như thế? Trong thời gian đó em xin nghỉ được 5 ngày cái em dẫn bạn về nhà chơi. Cái xong về nhà ba mẹ em cũng ưng, cũng thích. Có khi mới về nhà em nói chung là giống như nhà mình không có ngại á. Có vô nhà em có gì ăn cái đó, thấy mẹ em làm gì làm theo cái đó. Em hỏi mẹ vơ vơ bảo thấy một con dâu như thế nào. Xong mẹ kêu thấy cũng được, cũng đẹp gái, cũng siêng năng này kia. Hỏi mẹ kêu cho cưới không? Mẹ kêu nếu cưới thì cưới. Thế là hai bạn kết hôn được mấy tháng rồi? 2 tháng. À kết hôn được hơn 2 tháng rồi. Dạ, 2 tháng cưới là em sai giờ em chắc hơn tháng rưỡi rồi. Trời ơi. Hội thao chị đi thi cấp tầm quân, tại em đi thi ngoài Hà Nội mới về cách đây tầm được mấy ngày. Hai đứa có định là khi nào có em bé không? Dạ hiện tại là em đang có bé gần 2 tháng. Chúc mừng em, chúc mừng hai vợ chồng. Dạ. Mới cưới 2 tháng thôi. Dạ. Nhưng mà đã có em bé, có em bé rồi. Đâu? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng, gần 2 tháng luôn. Cưới xong là có liền luôn đó. Cưới 2 tháng. Bên trung. Hai em là quen nhau cũng rất là nhanh. Dạ. Vậy thì hai em có thật sự là đã hiểu nhau để mà xây dựng cái mối quan hệ nó lâu dài? Em cũng rất là nghiêm túc về cái vấn đề mối hôn nhân. Em có hỏi giờ em suy nghĩ rất kỹ. Trước tiên là gia đình cái đã. Còn mình thì nếu mà mình đồng ý thì gia đình sẽ đồng ý thôi. Không? Nhiều lúc mà giờ em chưa trả lời liền được cái mình suy nghĩ có khi vài ngày. Vợ phải kêu hỏi ý kiến ba mẹ như thế nào, có đồng ý hay không. Tại giờ còn nhỏ thì ba mẹ đồng ý á, thì mới giờ em quyết được. Ba mẹ giờ cũng đồng ý, mà bên em cũng đồng ý thì hai bên cưới luôn. Dạ. Vậy là hai người quen nhau và lấy nhau trong vòng chưa đầy nửa năm. Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Đi công tác nhiều như vậy nữa thì cái thời gian ở gần nhau nó có đủ nhiều để mà hai người hiểu với nhau chưa? Tức là liệu đã thấy được là người kia đã có những cái điều mà là mình yêu và cũng có những cái điều là mình chưa hài lòng? Không có cái tật xấu gì không? Chỉ có cái là hút thuốc thôi. Tật này tật xấu thật sự á nha. Không. Những lúc bên cạnh của Ngọc á là hút nhiều không? Dạ không dám hút trước mặt. Tại sao? Tốt. Tại sao không hút trước mặt? Tại vì em cấm hút thuốc. Cấm. Đúng rồi, bây giờ vợ đang có bầu ấy. Dạ. Mình càng tuyệt đối là đúng. Không được để cho vợ ngửi mùi hút thuốc lá nha. Đứa nhỏ nó ngửi mùi thuốc không có nên. Nhưng mà có lần nào hút thuốc trước mặt của Ngọc á mà Ngọc cấu lên và Ngọc phải thể hiện những cái hành động gì đó nó mạnh mẽ không? Có. Nhưng mà bữa đám ảnh ngồi ảnh nhậu với bạn bè. Thì ảnh kêu em là vô nhà ngủ đi. Em vừa mới vô nhà tầm 5 phút à. Xong rồi ảnh ở ngoài ảnh hút mà ảnh thổi phù khói luôn. Xong rồi em mở cửa em đứng em nhìn. Anh nhìn ảnh quay qua anh thấy em chỉ thẳng mặt. Dục điếu thuốc luôn. Dục điếu thuốc luôn.
Sợ vợ đấy. Mới có nhìn thôi mà đã dục cuốn rồi vậy. Dạ, là cao quá. Thì nếu mà không dục thì lúc hành động tiếp theo là gì? Chạy quýnh em. Còn đằng xấu gì nữa không? Ổng có ghen không? Có. Dạ, ghen mà, ghen trong lòng hả? Ghen xong rồi khi nào mà nhậu say vô xong rồi cái ngồi suy nghĩ xong hồi nữa nói chuyện với em này kia, tâm sự này kia. Có ghen. Ghen nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi. Mà những lúc nào mà có rượu bia thì mới ghen. Bình thường thì không ghen. Bình thường thì có nhưng mà không muốn nói đâu. Bây giờ phải hỏi Ngọc nè, có một cô vợ trẻ trung xinh xắn như thế này, rồi mình đã phải đi công tác làm nhiệm vụ ở trong doanh trại thì để vợ ở nhà vậy mình có yên lòng không? Dạ, có ghen lúc, không? Dạ có, nhiều lúc ở trong đó cứ suy nghĩ giờ cứ vợ ở nhà giờ đang làm gì, giờ em còn quá trẻ, nhiều lúc em cũng ghen lắm. Ghen hồi đó giờ vợ có cái điểm nào mà để cho Ngọc ghen không? Cũng có, khi thường thường là nick Facebook Zalo của vợ là em sẽ có hết, cái vô xem cứ thấy một tin nhắn tin vừa thấy mới hiện qua thấy vợ xóa liền luôn. Nhiều lúc mấy cái điểm đó làm mình nghi ngờ nhiều lắm. Ờ, vì sao mà xóa? Đó. Dạ tại vì kiểu như là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà chồng em lại không thích em nhắn tin với con trai. Không thích em nhắn tin với con trai? Dạ. Nhưng mà em có nhắn tin cho con trai không? Dạ nhưng mà đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường. Nhưng mà Ngọc có thích cho vợ mình nhắn tin cho bạn bè bình thường là con trai không? Dạ không á. Nhiều mối mà nguy hiểm lắm. Trông mặt anh chồng đấy bất an. Thôi được rồi, bây giờ nói câu gì để cho chồng giải tỏa được cái sự lo lắng của mình đi em. Chồng cứ yên tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi dẫn về nhà với vợ với con rồi. Đấy, vợ đã nói thế là đã có yên tâm được tí nào chưa? Dạ, chắc cũng tầm được 80 rồi ạ. 80 rồi ạ. Dạ vâng. Thế bây giờ đến lượt Ngọc là kể cho chị nghe xem là Ngọc kia có tật xấu gì không? Có nhiều lắm. Nhiều lắm à? Lúc đầu tiên mới quen về tới mà cái phòng ở, bắt đầu em mới bước vô á, thấy cái phòng cũng dạng bừa bộn. Ồ, đấy anh thấy không? 100 người là 100 điểm giống nhau. Nhiều lúc ăn chán bát để lâu ngày, có khi một ngày, có khi ngày chồng 2 ngày chưa rửa, cái em xuống em rửa hết, nấu cơm, nấu đồ ăn, làm đồ ăn xong, em kêu phụ em bưng, cái không bưng, vẫn ngồi bấm thoại. Xong em vẫn dọn xuống ăn hết, ăn xong bấm thoại tiếp, em lại dọn dẹp em đi rửa. À, suốt ngày bấm điện thoại. Yeah. Đó. Đây tật xấu này này. Đó. Tật xấu này là tật xấu đó nha. Tật xấu này. Bây giờ còn không? Vẫn còn nhưng mà được một phần nào rồi. Ờ, đỡ hơn. Dạ, đỡ, có thay đổi. Thích mua đồ lắm gì. Em có không? Em có. Nghẹt mua hàng lắm. Giống được trước nhưng mới dẫn về nhà chơi vài ngày ấy chị. Cái dựa lên tới là trước cửa phòng là gần 1 chục đơn. Ôi, xếp lên 1 chục đơn. Nhưng mà bây giờ bà bầu nhiều nhu cầu lắm em. Dạ, em vô đấy có trong cái Shopee. Vô trong cái giỏ hàng ấy là một tá hàng luôn, từ trên xuống dưới nhiều lắm. Em ơi, nhưng mà thật là đây là tật chung của phụ nữ đấy em ạ. Dạ. Nghiện cô nào cũng như cô nào hết đấy. Ở còn gì nữa nè? Hay giận vu vơ lắm, giận hờn là vô cớ. Cho một ví dụ điển hình đi. Giống như cái hôm đầu tiên em đi công tác từ Hà Nội về, đi xe khách mà 2 ngày 2 đêm mới về tới đây. Về tới nhà cái em mệt quá, em nằm nghỉ, thấy mẹ em quét nhà, cái xong rồi bà kêu em đi lau nhà đi. Em kêu em mệt quá không có lau, giận luôn. Giận xong đi bộ đi mà cắt tóc lại vậy luôn. Má giận nhưng mà bà có lau nhà không? Dạ có. Dám để đi lau nhà. Đúng ra thôi, anh đi mệt quá rồi anh nằm nghỉ đi, em lau dọn cho anh thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Kinh tế ở nhà là ai giữ? Chìa khóa nhà ai giữ? À, vợ giữ. À, vợ giữ. Coi như là tất làm bao nhiêu tiền về là đưa cho vợ. Dạ. Trời ơi, chồng này ngoan nhờ. Có khi mình giữ lại một ít để phòng thân thôi chị. Một quãng ghê lắm. Bây giờ mình có tầm 1 triệu đúng không? Cứ ngày hôm nay hỏi xem hết xài hết nhiêu tiền còn nhiêu, ngày nào cũng hỏi. Lúc có phát lương cho chồng không? Có phát. Mỗi tháng cho chồng bao nhiêu tiền à? Tháng thì triệu. Mỗi tháng được 1 triệu. Một tháng 1 triệu đó mấy đứa. Tháng 1 triệu ổng xài gì? Trong quân đội thì người ta có cho ăn uống đầy đủ hết rồi. Tiền 1 triệu thì cho chỉ là cà phê rồi xăng cộ thôi chứ không có. Ôi trời ơi. 1 triệu mà đổ xăng với cà phê. Sao mà đủ anh? Một tuần không đủ ấy. Mấy này nó hết ý định lấy vợ luôn rồi. Thạch Ngọc muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ, điều đầu tiên là em muốn vợ em thay đổi, nói chung là hạn chế cái mua hàng online trên mạng này. Nói chung là giờ cũng là cuộc sống vợ chồng đấy không? Giờ sắp có con, nói chung là nhiều lúc tới cái vấn đề nào có khăn tiền bạc mình phải cần nhiều đấy. Đừng có chung là giảm mà giận vô cớ. Em ơi, nhưng mà nói thật là chị phải chia sẻ với em cái giai đoạn này của người phụ nữ ấy, là sẽ rất là dễ cáu giận. Mà từ giờ cho đến 7 tháng nữa em phải xác định tinh thần là càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Bởi vì càng ngày khi mà cô gái ấy càng nặng nề hơn và sẽ cơ thể rất nhiều cái đau đớn, thế thì em sẽ phải thương và hiểu cho vợ. Thương và mình hiểu là vợ mình đang có rất là nhiều những cái gánh nặng và vợ mình đang rất là mong muốn được chồng mình chia sẻ. Vì cái chặng đường phía trước nó còn dài lắm. Sinh con ra nó còn rất rất nhiều những vấn đề nữa cơ.
Thế nên là thôi từ bây giờ là hai vợ chồng cố gắng là nhịn nhau, nhìn nhau, chấp nhận nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Em sẽ thấy đấy, vợ em rất yêu em. Tất cả những gì cô ấy nói về em chỉ có một tật xấu duy nhất là hút thuốc thôi. Yeah, mà em thấy em list ra một danh sách dài không? Rõ ràng là mình đang nhìn thấy ở đây là gì? Là mình đang có nhiều cái trong lòng mình đang chất chứa mình phải nói ra được. Hôm nay nói ra được hết rồi. Dạ vâng. Thì thôi, bỏ qua hết để mà yêu thương vợ. Chia sẻ với hai vợ chồng, nhất là với vợ em còn quá trẻ. Đúng ra cái tuổi này phải là cái tuổi mà để ăn tuổi chơi. Chơi nhiều hơn là ở nhà. Đúng. Quán xuyến tất cả mọi thứ. Mà sắp tới đây lại phải nhận thêm một cái nhiệm vụ, đó là thiên chức của một người mẹ nữa. Chưa kịp tận hưởng gì đã phải làm rất là nhiều thứ. Nó rất là khó khăn, rất là vất vả đó. Vất vả đó. Tuy nhiên em cũng phải chuẩn bị tất cả những cái tâm lý để vừa làm vợ vừa làm mẹ, và đồng thời cũng là một người bạn đồng hành chia sẻ buồn vui thành công thất bại của chồng mình. Đúng rồi. Cái gì mình làm được mình sẽ làm chia sẻ với chồng. Đúng rồi. Hai vợ chồng cùng chăm sóc nhau. Đó. Rồi, cảm ơn Song Ngọc. Chúc mừng Song Ngọc và một tiểu Ngọc đang ở bên trong. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Cứ vui vẻ thoải mái chia sẻ nha. Bọn em đã nhìn thấy hình ảnh của mình rồi nè. Mời chị sẽ bắt đầu luôn nha. Chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha chị. Thì chị là Trần Thị Hoa ha, tên đầy đủ. Chị sinh ngày 15 tháng 9 1992. Thì hiện tại công tác của chị là ở bên bệnh viện, bên khoa dược nha. À rồi, Hoa 92. Rồi, 92 thì nhỏ tuổi hơn chị rồi. Ok, em là làm bên khoa dược á. Là em làm cho bệnh viện hay công ty hay như thế nào? Đúng rồi chị, ở bên bệnh viện. Bệnh viện nào em? Ở bên chỗ khu vực Đa Khoa Củ Chi. À, bệnh viện Đa Khoa Củ Chi. Rồi còn quê em thì như thế nào, ở đâu? Quê em thì ở Kim Sơn, Ninh Bình. Là ở đâu em? Ở Ninh Bình đó chị. À rồi, quê Ninh Bình. Ok, Hoa là vào Củ Chi là mình ở một mình hay là gia đình cũng vào đây luôn? Ở Củ Chi thì em ở một mình ở đây, còn bố mẹ em thì ở dưới Bình Dương. À, là coi như nhà mình đã chuyển vào đây hết rồi gì? Dạ đúng rồi chị. Ừ, ok, bây giờ Hoa chia sẻ một xíu về em đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha? Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là hòa đồng đi. Điểm yếu của bản thân của em thì bản thân em khá là cứng nhắc thêm một cái vấn đề gì đó. Hòa đồng, cứng nhắc là như thế nào em? Tức là một cái vấn đề gì đó, là cái đó là cái điểm yếu của em á, cứng nhắc đó. Một cái vấn đề gì đó mà em đã nghĩ nó là như vậy rồi á, thì em hay là cứng nhắc, không có chịu thay đổi bản thân của mình à. Ví dụ đi, ví dụ những gì mà em cứng nhắc mà tới giờ em vẫn không chịu thay đổi bản thân em. Thì ví dụ ngay cả như cái vấn đề là quen biết bạn bè đi chẳng hạn. Một khi mà em đã cố định vô cái vấn đề gì đó rồi thì em không có khi nào em thay đổi. Ok, rồi nhưng mà trước giờ là em đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Quen biết này kia lọ rồi thì cũng có một hai mối tình đó chị. Rồi kể chị nghe những mối tình đó đi, quen bao lâu sao mà lại chia tay? Mối tình đa phần là quen cũng phải 5-6 năm. Nhưng khi mà trong cái thời gian mà quen và tìm hiểu thì thấy một số cái vấn đề mà không có sự dung hòa với lại nhau quá, cho nên là em mới lên tiếng là ngưng, không có tiếp tục mối quan hệ nữa, để bản thân của mình là mình vẫn còn giữ lại được cái mối quan hệ là bạn bè. Là bao lâu rồi em không quen ai? Để mà ấy thì chắc 1-2 năm đây á chị, là em không có quen. Còn trước thì em quen bạn em thì cũng phải tới nay cũng phải cả 9 năm. Nhưng mà trong môi trường làm việc của em thì như thế nào, không có ai phù hợp với em hay sao? Dạ đúng rồi chị.
do là nói chung là cũng có nhiều người cũng độc thân lắm, nhưng mà do là bản thân của mình cảm thấy là không có phù hợp với lại mình hết, cho nên là mình cũng không tiếp cận. Rồi bây giờ hôm nay là em có đi làm không hay là sao? Dạ có, em có đi làm, em tranh thủ em chạy ra ngoài để em đi. Ok. Rồi, cố gắng tươi cười vui vẻ lên nha. Chị thấy mặt em hơi buồn á. Có đang buồn hay đang mệt gì không? Dạ, có, tại do là công việc nó hơi nhiều á. À, là làm nhiều dữ lắm hả? Ừ. Đó, phải cười tươi lên, về phải tươi không? Hồi nãy mặt buồn lắm luôn á. Em phải cười nhiều lên thì tình yêu nó mới tới. Ừ. Nha, cười vậy tươi ok á. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu bạn trai như thế nào? Em chỉ cần là có hai vấn đề thôi, là một là người đó là có rất là được rồi, có công ăn việc làm ổn định được, còn ngoại hình hay là bất cứ một cái vấn đề gì đó thì em không có quan tâm tới. Em chỉ quan tâm tới hai vấn đề đó thôi. Nhưng mà rồi tuổi ngoại hình là cao tầm mét 6 cũng được đúng không? Ngoại hình cao tầm mét mấy trở lên thì được. Chiều cao của bạn trai á, tầm mét mấy trở lên, mét 6 cũng được đúng không? Nghe không? Nghe chị nói không? Alo, chắc mạng yếu hả? Mấy bạn vẫn nghe chị nói mà đúng không? Alo, em nghe không? Em còn nghe không Hoa ơi? Alo. Dạ. Nói lại hỏi nghe. Alo, alo, chắc nhắn cho bạn đi, để bạn out ra đi rồi bạn vô lại. Quỳnh, Quỳnh, em đi ra coi cái máy lạnh mình bao nhiêu độ vậy? Bao nhiêu? Trời ơi, 26 nóng lắm. Cho nó 24 gì đi. Rồi em nghe chưa? Ơi, bây giờ nghe lại được rồi nè. Bây giờ nghe lại được rồi nè. Rồi ok. Hoa là em cận bao nhiêu độ hả? Dạ em cận 2 độ lạnh, 1 bên 1 với 1 bên 0,75 chị. Chị thấy mắt em hơi sưng á, là nó có bị gì không hay là mắt bình thường vậy? Khi mà em bị mất ngủ á chị, là mắt của em nó hơi bị sưng một xíu. Mất ngủ là mắt sẽ sưng. Rồi hồi nãy chị đang hỏi về chiều cao á, ví dụ như bạn trai cao tầm mét 6 được không? Dạ vâng ạ. Nói chung là bản thân của em không có đề cập kỹ về cái vấn đề mà ngoại hình hay là bất cứ một cái vấn đề. Thì chị hỏi đâu. Được hay không á thì em cứ nói được hay không thôi, để bọn chị dễ ghép á, hiểu không? Dạ được ạ. Ok. Rồi tuổi tác vùng miền của bạn này thì như thế nào? Chắc cỡ tầm lớn hơn em 1-2 tuổi được không ạ? Được, thì em cứ yêu cầu đi em. Còn chị dựa trên những yêu cầu của em mà tụi chị sẽ tìm người phù hợp thôi. Rồi, ok. Còn gì nữa không em? Dạ, chắc em nghĩ là hết rồi á. Ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi làm quen đầu tiên thôi. Cho nên là nếu mà em được chọn có người phù hợp, chương trình sẽ thông báo sớm cho em nha. Có thể là biết đâu cái duyên mình tới sớm. Và cái lịch ghi hình của mình nó cũng khá là sớm. Ví dụ như là ngày 27 mình sẽ quay đi. Nếu mà từ đây tới ngày 27, trong hôm nay ngày mai mà có người phù hợp á, thì chương trình sẽ báo em nha. Tại vì hiện tại là các bạn nam người ta cũng có rất là nhiều rồi, mà quan trọng phải có cái người phù hợp thì chương trình mới báo được ha. Dạ vâng ạ. Cho nên là chị báo trước cái lịch là như vậy á.
trong tuần này là bọn chị sẽ quay hình ngày 27, cho nên là em cứ sắp xếp nha, biết đâu em nhận được thông báo là có người phù hợp rồi thì em tham gia nha. Ừ. Dạ vâng ạ, em cảm rồi chị. Ok, chào em. Mình cắt xong rồi em. Rồi em chào chị. Ở đây thì là ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Ở đây thì có em là biên tập Uyên, gồm một số biên tập khác nữa. Thì trước tiên thì chị giới thiệu về bản thân của mình giúp em ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Em mời chị. Bùi Thị Vân. Em nói chuyện chị không nghe hả? Có vẫn nghe nên tao nói đây. Ok, anh chị để tại vì tụi em cũng ghi hình để làm tư liệu lại thì chị ngồi rồi. Đúng rồi, chị đặt cái máy cho mẹ em vậy ha. Rồi, em mời chị ạ. Em là Bùi Thị Vân. 43 tuổi. Rồi, quán nghề nghiệp của mình chị. Nghề nghiệp là viên. À, chị giáo viên hả? Ừ. Giáo viên cấp mấy chị? Cấp 2. Dạ, trường nào ạ chị ơi? Trường tiểu học trung học cơ sở Đông Bâu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Em không có nghe rõ trường gì chứ chị? Trường tiểu học và trung học cơ sở. Trung học cơ sở Đông Bâu. Đông Bâu, dạ. Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Dạ. Mình hiện tại là mình đang ở Sơn La luôn hả chị? Đúng vậy. Dạ. Vậy mà khi sắp xếp để ghi hình ở thành phố sao không nghe được gì? Cũng khó nghe. Alo. Nghe giọng khó nghe đấy. Có nhưng mà biên tập không nghe thấy. Dạ rồi, chị nghe chưa ạ? Rồi ạ. Dạ rồi, là hiện tại mình đang ở Sơn La hay sao chị? Đúng rồi ạ. Rồi, nếu mà chương trình ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh chị có sắp xếp vào được không? Vào dịp nào nhỉ bạn ơi? Trong thời năm học thì không đi được. Rồi, chương trình thì tháng nào bọn em cũng quay hết á. Quan trọng phải có người phù hợp nữa chị. Ừ, rồi nếu mà chương trình mà phù hợp á, có người phù hợp thì sẽ báo cho chị để chị sắp xếp nha. Chị Vân là chị sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 80. Dạ rồi ạ. Rồi, chị Vân chia sẻ một xíu nha về những cái bản thân mình á, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Ừ, mình ly hôn được 10 năm rồi. Nuôi hai con. Chị chia sẻ về cuộc hôn nhân đó nha. Chị chia sẻ về cuộc hôn nhân đó đi. Lý do vì sao mình ly hôn, có con chưa? Mình có hai cháu, một cháu 19 tuổi, một cháu 17 tuổi. Rồi. Lý do vì sao mình ly hôn chị? Nói chung là chồng chơi bời. Chồng nó chơi bời. 10 năm nay chị có tìm hiểu ai khác không? Sao cơ? 10 năm nay chị có tìm hiểu ai khác không? Không. Cũng có nhưng mà người đến nhưng mà mình không thích. Rồi, vậy thì bây giờ một mẫu người như thế nào để phù hợp với mình? Thứ nhất là bằng tuổi hoặc lớn hơn. Chân thành. Rồi còn gì nữa không? Biết quan tâm, chia sẻ. Rồi, chị cho em những cái tiêu chí, ví dụ như là về tuổi tác, về vùng miền, anh này ở đâu thì được. Công việc thì cũng phải công việc ổn định. Rồi, tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được chị? Tuổi tác thì có thể bằng hoặc hơn tuổi.
cùng hoàn cảnh với mình ha. Đúng rồi, cùng hoàn cảnh. Rồi người này thì đang ở Bắc hay trong Nam được không? Chị có quen xa được không? Bắc thì càng tốt. Ừ, cùng quê miền Bắc càng tốt. Rồi, chị còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Sao bạn? Chị còn yêu cầu đặc biệt về người này nữa không? Là nói chung là kinh tế cũng phải vững vàng một chút. Rồi, kinh tế như thế nào đối với chị là vững? Ví dụ tầm khoảng bao nói nhiêu? Nói chung là cũng đảm bảo về cuộc sống, là biết lo được. Thì cuộc sống của chị không giống vào nhau, nhưng mà cũng để đảm bảo được cuộc sống. Rồi. Vì... rồi cái em hỏi là chị có chấp nhận quen à, phải là ở khu vực ngoài Bắc mới được. Rồi. Ok. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Thôi thì thôi. Rồi ok, em cảm ơn chị. Hôm nay chỉ là buổi cách đầu tiên thôi ha. Nếu mà chị được chọn thì chương trình sẽ thông báo lại cho chị biết nhé. Ok. Rồi em chào chị ạ. Xin chào chương trình. Mình là Nguyễn Văn Ngọc. Sinh ra ngày 20 tháng 10 năm 1987. Hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn và ở 38 đường số 12, quận Bình Hòa, Bình Tân. Mình đã ly hôn vợ được 3 năm. Và vợ chồng mình ở với nhau được 10 năm, có hai đứa con gái. Trước đây con gái ở với mình và giờ ở với mẹ nó đi học. Cuộc sống hôn nhân của mình thì ở với nhau 10 năm thì vợ mình cũng có nghĩa là quen người khác nên mình chia tay. Mình thì về bản thân thì chiều cao thì 1m71, nặng 98kg. Hiện tại mình đang làm chạy Grab bay. Cái ưu điểm của mình là biết nấu ăn, nói chung là xiên dọn lau dọn nhà cửa. Rồi cái nhược điểm là hơi nóng tính, như vậy thôi. Còn người phụ nữ mình muốn tìm là người siêng năng một xíu, rồi đừng có ốm quá, còn siêng năng làm việc là được. Còn cái vấn đề mà kinh tế mình không dám đề cập tới, tại mình đâu có gì đâu mà muốn người phụ nữ mình cho cao cho sang. Cảm ơn chương trình nhiều.